Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tới với kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel này thì hãy nhớ nhấn cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì ở Mỹ, Mỹ là một quốc gia có rất là nhiều sự tự do. Thì khi mà có nhiều sự tự do như vậy, mình sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội. Và bên cạnh những cái cơ hội thì nó cũng có những cái cạm bẫy. Và một trong những cái cạm bẫy mà rất là nhiều người ta mắc phải khi mà người ta ở Mỹ á, đó chính là nợ. Nợ nó có nhiều hình thức, ví dụ như các bạn xài những cái thẻ credit card, các bạn mượn nợ, các bạn xài trước, sau đó là mình làm, mình trả nợ lại cũng là một hình thức nợ. Hay là mình đi mua một cái xe, mình cũng cần phải mượn nợ để mà mỗi tháng mình trả payment cho cái xe đó, cũng là mượn nợ. Rồi mình đi làm, mình tiết kiệm được một cái số tiền, rồi mình lấy cái tiền đó mình down payment, mình mua nhà, rồi mình cũng đi mượn nợ mortgage của nhà bank để mà có được cái căn nhà ở mà mình mong muốn, thì đó cũng là một hình thức mượn nợ. Thì ai trong chúng ta cũng vậy thôi, là con người thì ai cũng có cái nhu cầu. An cũng vậy, là nhu cầu ăn ngon mặc đẹp nè, đi xe xịn, ở nhà bự. Và để mà phục vụ cái nhu cầu đó của con người á, thì người ta đã cho ra đời những cái thẻ credit card. Và nếu mà các bạn nào ở Mỹ á, thì cái nhu cầu của mình nó sẽ được đáp ứng rất là dễ dàng luôn. Ví dụ như các bạn nữ đi, các bạn có thể đi shopping, các bạn thấy cái túi đó đẹp, các bạn thích, các bạn thấy một đôi giày đẹp mình thích, nhiều khi cái túi xách đó, cái đôi giày đó nó vượt quá cái khả năng chi trả của mình trong cái thời điểm đó. Nhưng mà có rất là nhiều bạn vì quá thích thì các bạn chỉ cần búng tay một cái, các bạn lấy ra cái thẻ credit card, các bạn cà thẻ, thì các bạn sẽ có được cái túi xách, các bạn sẽ có được cái đôi giày các bạn thích đó, để thỏa mãn cái nhu cầu của mình, thỏa mãn cái niềm đam mê, cái niềm vui thích của mình trong thời điểm hiện tại. Rồi sau đó là các bạn phải đi làm, mỗi tháng các bạn phải đi làm và các bạn phải trả nợ lại cho cái món tiền đó. Hoặc là em thấy có rất là nhiều người á, cái tài chính của người ta, cái khả năng của người ta chỉ có thể mua được những cái xe cỡ 10.000, 10-20.000 thôi, nhưng mà người ta vì muốn thỏa mãn cái nhu cầu thích đi xe xịn, người ta đã vượt quá cái khả năng của mình, người ta mua những cái xe cỡ 50-60.000 trở lên, để với cái suy nghĩ là ok, mình đi những cái xe xịn đó để thỏa mãn cái nhu cầu của mình, rồi mỗi tháng mình đi làm mình trả lại mấy trăm thôi thì nó cũng ok. Nhưng mà các bạn nên nhớ, mỗi khi mà các bạn mượn nợ hay là các bạn đi mượn tiền người ta, và lúc nào mình cũng sẽ có những cái tâm lý là lo lắng. Ví dụ như mỗi tới cuối tháng mình phải trả tiền bill, nếu mà mình không đi làm, mình không có tiền, mình trả tiền bill thì mình sẽ rất là stress. Ở Mỹ, tại sao ở Mỹ, cái cuộc sống ở Mỹ nó stress hơn là cái cuộc sống của những người ở Việt Nam, mặc dù là ở Mỹ cái mức lương người ta đi làm cao hơn, cái đời sống cao hơn, nhưng mà cái đời sống tinh thần của người ta sẽ bị stress hơn rất là nhiều so với lại những cái người ở Việt Nam. Tại vì thường những cái người ở Việt Nam, người ta có nhà ở sẵn rồi, rồi người ta đi làm, rồi người ta để dành tiền, người ta mua xe, và hay là người ta có nhà ở sẵn rồi, người ta đi làm, người ta để dành tiền để mà người ta mua căn nhà thứ hai. Những cái bạn trẻ giống như An á, khi mà mới ra trường thì sẽ ở chung với lại ba mẹ tiết kiệm tiền, sau đó hai vợ chồng đi làm rồi để dành tiền, rồi sau đó pay off cái một căn nhà để mà mua cái căn nhà thứ hai để mà đi ra ngoài ở. Ở Việt Nam hiện nay cũng đã có bắt đầu xài những cái thẻ mượn nợ rồi, nhưng mà nó chưa có nhiều và chưa có phổ biến giống như là ở Mỹ. Thì ở Mỹ mình rất là bị stress một cái, tức là tiền nhà, tiền điện, tiền bill, mỗi cuối tháng khi mà mình nhận được những cái bill thì mình phải trả hết những cái tiền đó, rất là stress luôn. Nếu như mà mình bị mất công ăn việc làm, mình không đủ tiền để mà mình trả nợ những cái bill đó, thì có thể giống như là mình sẽ bị kéo nhà, là mình sẽ bị kéo xe đi vân vân, và bị bad credit rất là nhiều thứ để mà mình có thể lo lắng trong cái cuộc sống của mình khi mà mình sống ở nước Mỹ. Trên những cái thống kê mà An đọc được á, là có hơn 60% những cái người dân của Mỹ, người ta không có được cái tiền để dành quá 2.000 trong cái tài khoản của người ta. Đa số những cái người dân của Mỹ, người ta sống, người ta gọi là paycheck by paycheck, tức là ví dụ như các bạn đi làm một tháng, các bạn được lãnh lương 2 lần đi, tức là cứ 2 tuần á, thì hãng của mình nó trả lương cho mình một lần. Thì khi mà người ta lãnh cái paycheck ra đầu tiên á, thì người ta sẽ phải trả tiền nhà nè, rồi trả tiền ăn, tiền uống, nợ credit card. Rồi khi mà
người ta lãnh cái paycheck thứ hai ra đó, thì người ta sẽ trả những cái tiền khác, ví dụ như là trả tiền insurance, trả tiền bảo hiểm sức khỏe, trả tiền điện, tiền nước vân vân. Thì rất là nhiều người dân cũng vậy, đó là người ta đi làm có bao nhiêu là người ta xài hết bao nhiêu, chứ người ta không có được cái tiền để dành trong cái bank account để mà phòng ngừa những cái thời buổi khó khăn kinh tế giống như là thời buổi hiện tại nè. Có rất là nhiều người á, bây giờ người ta có cái cuộc sống rất là khó khăn, tại vì hồi trước á, người ta đi làm á là người ta sống giống như em nói trên, nó là paycheck by paycheck. Bây giờ ví dụ như hãng xưởng nó đóng cửa, mình không có việc làm thì đương nhiên là mình sẽ không có lương nữa, và mình không có lương thì mình sẽ không có trả được tiền nhà, không trả được tiền điện, tiền nước, tiền xe, thì rất là sợ là sẽ bị kéo nhà đi nè, rồi hoặc là bị kéo xe đi nếu như mà chính phủ không có hỗ trợ những cái gói tiền mà kích thích cái nền kinh tế, thì những cái người này người ta có nguy cơ là người ta sẽ bị ra đường ở nếu như mà không có tiền để mà trả. Mỗi người sẽ có một cái đam mê, sẽ có một cái sở thích khác nhau, miễn sao là mình xài những cái tiền đó trong cái khả năng và trong cái điều kiện mà mình cho phép thôi. Và đặc biệt đó là nếu như mà những bạn nào mà còn trẻ đó, giống như An, hoặc là những bạn nào mà mới ra trường hoặc là đang đi học cỡ khoảng 20, 20 mấy tuổi, các bạn còn trẻ, thì thay vì những cái nhu cầu đó, mình nên xài tiết kiệm lại một chút xíu để mà mình có thể có một cái khoản tiền để dành. Và khi mà mình có được một cái khoản tiền để dành rồi á, thì mình có thể đầu tư và mình có thể làm rất là nhiều những cái việc khác. Ví dụ như là mình đi làm xong đó mình tiết kiệm một khoản mình để dành, mình không có phải trả những cái món nợ, mình có được một cái khoản để dành. Cái khoản để dành đó mình có thể đem đi mình đầu tư, và khi mà mình đầu tư nó có lời á, thì cái tiền lời trong cái tiền mà mình để dành đó mình có thể lấy ra mua những cái mà mình thích. Ví dụ như á, là các bạn đi làm đi, các bạn để dành tiền rồi các bạn có một cái khoản tiền, các bạn có thể đầu tư mua nhà, hoặc là những bạn nào ít tiền hơn thì có thể đầu tư investment vô stock. Rồi khi các bạn mua stock thì nó sẽ có tiền lời, và khi cái tiền lời đó các bạn có thể dùng cái tiền lời đó để mà mua những cái túi mình thích, để mà mua những cái giày mà mình thích, hoặc là mình có thể để ở trong CD. Trong CD á, thì nó sẽ là an toàn, các bạn để vô á, thì nó sẽ cho mình cái tiền lời là cỡ 1-2% gì đó, thì cái tiền đó mình để ở trong đó nó sinh lợi ra cho mình. Rồi khi mà những cái tiền lời mình có đó, mình có thể thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của mình, là mình có thể đi mua những cái món đồ mà mình thích trên cái số tiền lời mà mình có được. Hoặc là mình có thể để tiền vô những cái quỹ hưu trí, tức là quỹ mà An đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Nếu mà bạn nào đi làm hãng á, thì nó có là 401k, Roth 401k. Những bạn nào mà không đi làm hãng hoặc là hãng của mình nó không cho 401k, mình có thể đi ra ngoài mình mở những cái gọi là Individual Retirement Account, IRA hoặc là Roth IRA. Thì mình đi làm á, mỗi cái paycheck mình chích ra một cái số tiền nhỏ mình bỏ vô những cái quỹ này, để sau này cái ngày mà mình về hưu á, mình không có cần phải sống dựa trên những cái tiền hưu, hoặc là mình không có cần phải sống dựa trên con cái, mà ít nhất là mình có một cái quỹ mình để dành, và lúc đó mình có thể xài những cái mà mình thích. Chứ còn nếu mà bây giờ khi mà các bạn còn trẻ đó, các bạn mua sắm vô tội vạ để mà mình cứ phải đi làm, mình cứ phải trả nợ, thì mình sẽ không có tiền để mà mình đầu tư. Thì khi mà về già đó, thì cái tiền lương hưu và cái tiền già đó nó sẽ không có đủ cho mình sống, thì tới lúc đó là mình phải sống dựa vô con cái, hoặc là sống dựa vô người thân, dựa vô họ hàng, rất là khổ luôn. Đó, đó là những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Nếu như mà mấy bạn thấy thích video này á, thì mấy bạn cho An một like, share, subscribe kênh channel cho An nha. Và An đã làm một số những cái video An chia sẻ về cái quỹ hưu trí là IRA, 401k, Roth IRA rồi. An sẽ để cái đường link ở trên đây, nếu mà bạn nào chưa coi thì vô coi nha. Em không nhớ là bên đây hay bên đây, nhưng mà em sẽ để ở trên đây nè, các bạn nhớ vô coi dùm An. Và cái comment đầu tiên ở dưới phần comment á, em sẽ để một cái link để nếu như những bạn nào á mà muốn mua stock của Robinhood mà các bạn chưa có cái account, các bạn có thể dùng cái link của An để mà các bạn nhận được một cái stock fee. Hoặc là các bạn có thể dùng cái link thứ hai là của Webull. Thì Webull nếu mà mình mở một cái account, mình cũng được nhận một cái stock fee giống như Robinhood. Nhưng mà nếu mà mình deposit vô thêm $100 trong cái account đó, mình không có cần phải trade stock nha, mình không có cần phải mua stock, mình chỉ deposit $100 vô thôi, thì Webull nó sẽ cho
mình thêm một cái stock free nữa. Thì stock free của hai cái nơi này nó rất là random luôn. Có người nhận được những cái stock 5 đồng, 10 đồng, có người nhận được cái stock Microsoft 200 mấy, 300 mấy. Thì tùy vô cái sự may mắn của mỗi một người. Đó, đó là những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Thì hôm nay là cuối tuần rồi, An chúc tất cả các bạn, các cô chú, các anh chị có một cái weekend thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú có bất cứ câu hỏi gì cho An thì có thể để cái comment ở dưới cho An nha. An sẽ trả lời hết tất cả những cái comment của mình. Bye bye.